Bạn có từng kinh ngạc tự hỏi tại sao có những người trẻ hơn, tuổi thật từ 5 đến 10 tuổi hay thậm chí đến 15 tuổi, chẳng cần phải phẫu thuật thẩm mỹ, bạn cũng hoàn toàn có thể duy trì tuổi thanh xuân. Nếu như hướng tới những thói quen lành mạnh mà shop giúp bạn trẻ đẹp trình bày dưới đây, bạn sẽ có thật nhiều niềm vui và luôn trẻ trung trong mắt của mọi người. Tip 1, giữ cho tâm hồn luôn tươi trẻ. Làm sao để trông trẻ hơn? Sự trẻ trung của mỗi người không bộc lộ qua độ tuổi mà qua khí chất và tâm hồn họ. Dù ở bất kỳ độ tuổi nào, bạn luôn có thể giữ tâm hồn tươi trẻ bằng các bí quyết sau đây. Trước tiên là bạn cần phải giữ một tinh thần luôn vui vẻ và tích cực. Những suy nghĩ tích cực về cuộc sống sẽ giúp cho thần thái của bạn trẻ hơn tuổi thật. Muốn có thái độ tích cực này, bạn hãy dành thời gian cho những sở thích lành mạnh. Chẳng hạn như bạn có thể tự tạo thói quen đọc sách, nghe nhạc hay gặp gỡ bạn bè và kết bạn mới. Vì khi bạn có tinh thần lạc quan sẽ giúp bạn luôn phấn chấn, năng động hơn. Đó là bí quyết để trẻ hơn tuổi thật mà nhiều người áp dụng thành công đấy nhé. Tiếp 2. chăm sóc da săn chắc, mịn màng, trắng sáng. Nhiều bạn cứ hay thắc mắc tình trạng da như thế nào có thể được gọi là trẻ. Có phải nó chỉ đơn giản là trắng và mịn màng. Nhưng trên thực tế đã có chứng minh rằng, ba yếu tố tạo nên một làn da trẻ hơn so với tuổi thật chính là săn chắc, đều màu và mịn màng. Thay vì theo đuổi sự trắng trẻo, căng mọng thì sự căng tràn, săn chắc mới là điều bạn thực sự mong muốn khi muốn mình trẻ hơn so với tuổi thật. Nhưng bằng cách nào để đạt được ba yếu tố, thì sau đây sóc giúp bạn trẻ đẹp sẽ mách bạn một bí quyết nho nhỏ đó là Việc quan trọng trước tiên mà nhiều người vẫn hay quên sử dụng em nó, đó chính là có cho mình một em kem chống nắng bên mình. Vì rất hiếm chị em biết khi tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời, tia UV sẽ xâm nhập vào lớp hạ bì của da, làm giảm collagen, làm cho lớp hạ bì của da mỏng hơn, dần trở nên lỏng lẻo do mất tính đàn hồi, lâu dần sinh ra nếp nhăn. Và hơn nữa là lớp ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính cũng có thể khiến da lão hóa nhanh hơn. Đó chính là lý do vì sao mà tất cả các bác sĩ da liễu đều khuyên bạn nên bôi kem chống nắng 356 ngày bất kể mưa hay nắng và ngay cả khi ở nhà không ra ngoài. Tiếp theo là chị em khi chăm sóc da mặt cũng đừng quên dành thời gian để đắp mặt nạ cấp ẩm và dưỡng da nhé. Như bạn cũng biết, mặt nạ là một phương pháp hiệu quả để chăm sóc da, hầu hết các loại mặt nạ đều chứa nhiều thành phần có tác dụng chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị chuyên sâu cho da. Đồng thời, khi đắp mặt nạ sẽ giúp detox làn da, giúp tẩy tế bào chết và lấy đi các bụi bẩn bám trong lỗ chân lông, làm sạch da từ bên trong nữa nhé. Hơn nữa, tác dụng mặt nạ có được thông qua sự tiếp xúc trực tiếp của các thành phần mặt nạ với làn da trong một khoảng thời gian nhất định, thường là khoảng 10 đến 20 phút. Đây là khoảng thời gian vừa đủ giúp các dưỡng chất thẩm thấu vào bề mặt da và phát huy tác dụng. Vì thế, mà để có làn da chắc khỏe thì chị em cũng đừng quên bước dưỡng da với mặt nạ nhé. Tiếp 3, xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh. Để duy trì cơ thể trẻ trung từ trong ra ngoài, việc ăn uống khoa học là yếu tố rất cần thiết. Vì theo triết lý sống của người Nhật thì chúng ta chính là cái mà chúng ta ăn. Như một người ăn nhiều chất béo thì nguy cơ bị béo phì, máu nhiễm mỡ sẽ cao hơn bình thường. Một người ăn nhiều thức ăn chứa các chất độc hại, phẩm màu, chất bảo quản không được phép sử dụng thì sớm muộn cũng sẽ có hại cho sức khỏe. Vì thế mà bạn muốn đẹp da thì chúng ta phải ăn những thức ăn đẹp và muốn trẻ lâu, thì chúng ta phải ăn những thức ăn tươi và bổ sung đủ chất cho cơ thể. Cũng như để giúp bạn trẻ lâu hơn thì trong khẩu phần ăn của mình, tiên quyết phải theo những quy tắc này. Thứ nhất, ăn nhiều rau củ quả tươi khoảng 75% khẩu phần ăn của bạn. Sở dĩ bạn nên ăn nhiều rau củ quả, so với thịt, cá, trứng, sữa, là vì rau củ quả chứa nhiều chất xơ. Chất này giúp giảm nguy cơ béo phì, tim mạch, máu nhiễm mỡ và tiểu đường. Ngoài ra, rau củ quả còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho da, giúp cho bạn tươi tắn và có làn da sáng mịn màng hơn hẳn. Thứ hai là uống đủ nước. Đây cũng là lời khuyên của rất nhiều chuyên gia chăm sóc da đẹp và sức khỏe khuyên các chị em nên uống đủ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày. Vì hiện nay có rất nhiều bạn trẻ bị mụn chỉ vì uống thiếu nước. Và như bạn biết đấy, nước có vai trò rất quan trọng đối với làn da vì nó tham gia vào quá trình thanh lọc cơ thể, giúp cơ thể thải độc ra ngoài. Khi bạn uống đủ nước, da bạn cũng sẽ tươi tắn hơn, giống như một cái cây được tưới đủ nước vậy. Tip 4. Luyện tập thể dục thể thao thường xuyên với sóc giúp bạn trẻ đẹp thì có thể nói mẹo giúp bạn trẻ hơn so với tuổi thật của mình, ngoài việc xây dựng cho mình một chế độ ăn uống lành mạnh và dưỡng da chắc khỏe thì chắc chắn không thể thiếu việc luyện tập thể thao thường xuyên nhé. Vì bởi khi luyện tập thể dục sẽ giúp ích rất nhiều trong việc cải thiện tâm trạng và nâng cao sức khỏe. Hơn nữa khi luyện tập thể dục thường xuyên và hợp lý hàng ngày, hàng tuần sẽ giúp bạn cảm thấy mỗi ngày đều tràn đầy sinh lực và có đủ khả năng kiểm soát cuộc sống của chính mình. Đồng thời, các môn thể thao cũng giúp chúng ta cải thiện trí nhớ, nâng cao sức khỏe và tuổi thọ. Và chắc chắn là khi bạn vui vẻ khỏe mạnh thì những người xung quanh sẽ thấy bạn trông trẻ hơn và vui tươi hơn, 10 tuổi so với tuổi thật của mình nữa đó. Bằng việc kết hợp và thực hiện thường xuyên các tips bên trên như xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thể thao thường xuyên, ngủ đúng giờ, và đặc biệt là có chăm sóc da trở nên săn chắc, khỏe mạnh và hồng hào hơn, sẽ giúp cho bạn trở nên trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của mình nữa nhé. Hãy cùng theo dõi sóc giúp bạn trẻ đẹp để biết thêm nhiều mẹo giúp bạn trở nên tươi trẻ và dạng người hơn nhé. Shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình cũng có bán những sản phẩm làm đẹp, dưỡng da chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.